thế cái cung. Nằm sấp. Phủ vô. Song sầu zuo yu đả khai. Hai tay giang ra, từ từ gập hai chân lại, dùng hai tay nắm lấy hai mu bàn chân. Lúc này tiến hành hô hấp sâu, toàn thân hướng lên phía trên, chân duỗi về phía đầu, cố hết sức sao cho cổ họng cũng hướng lên, giống như cây cung tiễn. Giữ tư thế này trong vài giây, từ từ trở về trạng thái ban đầu, thả lỏng thân, nghỉ ngơi. Tập luyện tư thế này, lúc tay chân giơ lên cao, khuỷu tay vào đầu gối cần phải duỗi thẳng. Lúc dừng hô hấp sâu nên nếm chặt hậu môn, tay chân dùng lực đẩy lên, để cơ toàn thân đều căng, trở về trạng thái ban đầu, sẽ có được cảm giác vừa co thắt, vừa thả lỏng. Các bạn lặp lại động tác này. Tập luyện đều đặn động tác này giúp điều tiết hormone, kích thích cơ thể tiết ra kích thích tố nam, tăng cường chức năng thận, bổ ích cường tim, đồng thời làm khỏe sức ở eo, nâng cao độ linh hoạt của hai chân, tăng